Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở giao đấu 2.7 thì đội hình của mình đang có ba đạo trích kết hợp với cả một hiểm họa. Thì cái trận này nó khá là đen khi mình cố roll cái đội hình đạo trích các bạn, nhưng mà nó không ra, cho nên là cũng tiêu khá nhiều tiền mới kiếm được ba đạo trích. Kiếm con SU mãi không ra các bạn. Nói chung là mình cũng sẽ tính chơi cái đội hình đạo trích dài dài một chút để kiếm cái hũ nó ngon ngon. Đấy. Mình đang muốn kiếm một cái hũ đạo trích mà tầm khoảng 3 đồ ánh sáng. Mình đang săn cái hũ đấy. Bởi vì là chơi thì trước mình cũng có làm mấy cái đội hình đạo trích rồi, nhưng mà nói chung là mình đang muốn săn cái đội hình kiếm cái hũ tầm 3 đồ ánh sáng, 2 3 đồ ánh sáng kết hợp với cả một con tướng carry 4 tiền các bạn. Thì trước mình hay chơi cái đội hình đặc nhiệm để leo danh. Nhưng mà bây giờ lại đổi món các bạn. Nói chung là nếu mà chơi cái đội hình mà tướng carry 3 sao ấy thì nói chung là nó đỏ thì có thể chơi. Mà bây giờ đa số mình sẽ chọn là gọi là chọn những cái con tướng nó mang tính chất phụ trợ. Ví dụ như là nếu mà nó ra những cái tướng 1-2 tiền carry thì mình gần như mình sẽ không chọn, mà mình sẽ chọn là nó phụ trợ. Ví dụ như là con cây le này. Đấy, con cây le nó có thể nó chọn con cây le để làm cái tướng phụ trợ. Ví dụ như là nó có cái bộp và hai cái tầm đánh. Đấy. Thì thường bây giờ mình hay chơi là con tướng 4 tiền, ví dụ như là con Samira và cái con Belvet nha các bạn. Nói chung là con Belvet mình chơi mình thấy nó hiệu quả rất là cao. Nói chung là để vào top 1, top 2 thì nó rất là dễ nếu mà mình lên được sớm. Còn nếu mà tướng 3 tiền thì đôi khi là nó hay bị kẹt nếu mà nó đen ấy. Ở đây là lõi thứ hai thì là nhà tài phiệt thì không có lõi tướng. Thì mình nghĩ là nếu mà cái lõi thứ ba thì chắc chắn là nếu mà là lõi tướng thì nó tầm ít nhất là 3 4 tiền trở lên. Mình đang hiện tại mình sẽ tích tiền ở giai đoạn này. Đội hình này cũng tạm tạm rồi nhưng mà vẫn chưa kiếm được con SU ạ. Vẫn ba đạo trích từ đầu. Cho nên là nhiều lúc nó đen. Dồn hai mấy mấy ba mấy tiền không ra được con SU. Mà mình dồn cũng rất là sớm luôn, từ cái level 4 level 5 mình đã dồn rồi. Nhưng mà nó chỉ ra được ba đạo trích thôi. Cho nên là trận này cũng khá là căng. Mình sẽ cũng vẫn tính đánh chuỗi trận thua thôi, nhưng mà nói chung là cũng có một vài bạn chơi đạo trích. Bạn này như bạn còn lấy khổng lồ hóa. Máu tụt cũng ầm ầm. Bạn này thì đang tính chơi Ademin. Nhưng mà hiện tại đội hình cũng vẫn chưa đẹp lắm. Tiền thì cũng chưa tích được nhiều lắm. Ở round 3.2 này thì bạn tích được 50 tiền thì cũng là ok rồi. Đấy. Mình thì có cái nỗi tài phiệt cho nên là mình có nhiều tiền thôi. Cây le cũng còn chưa lên được 2 sao. Mà mình zone từ đầu luôn. Trận này gọi là hơi xui. Mấy bạn này thì có bạn chơi đặc nhiệm nha các bạn. Bạn này chơi đạo trích, gọi là bạn đoạn này khá là ngon, bạn nó có trái tim đạo trích ngay từ đầu. Hiện tại bạn kích hoạt được đội hình 5 đạo trích, mình mới có 3 đạo trích ạ. Căng phết nhỉ. Mình muốn chơi được đạo trích lâu dài thì chắc chắn là mình phải up cấp sớm rồi. Để có thể săn được Samira. Ít nhất là phải là cấp 7 thì tỷ lệ săn Samira nó mới ra nhiều. Vừa coi bạn này xong thì bạn này cũng ấy luôn. Mạnh luôn các bạn ạ. Hiện tại con phen của bạn hai đồ rồi, một cung xanh một diệt, khá là mạnh. Vì 2 sao cầm một giáp máu, cho nên là mình thua cũng phải thôi. Có Samira, ok mình sẽ lấy Samira luôn. Nói chung là ít máu có cái lợi thế của ít máu các bạn. bạn kia bạn là con gì, bạn đánh trống hay đấy, nghe phê phê nhỉ. Bùng 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 bắt bùng. Ok, let's go, chuẩn bị về nhà xem là tình hình là bây giờ lên được con cây le hay sao. Mình sẽ dồn hết đồ cho con Samira thôi. Con Samira này nó cầm một cái mảnh khá là đẹp nên kiếm súng luôn. Đấy. Nếu mà mình chơi Samira thì mình cũng nên kiếm súng, mình cần nên thêm cái vô cực nữa là đổ bộ cho con Samira nhé các bạn. Còn nếu mà mình chơi Belvet thì mình sẽ cũng nên như thế. Nói chung là đồ của Samira có thể chuyển qua Belvet được. Ok. Thì bình thường bây giờ mình hầu hết mình sẽ chơi tướng 4 5 tiền các bạn. Nếu mà mình xác định lên cấp 9 thì mình sẽ chơi tướng 5 tiền, mà còn nếu mà chơi lên cấp 8 thì mình sẽ chơi tướng 4 tiền carry. Thường là như vậy. Samira bắn khá khét. Rồi. Cứ xả phát là mình nghĩ là trận này là thua cũng sẽ ít thôi. Tầm này chắc mình nghĩ vẫn thua thôi. Ok.
một xác thôi cũng là ngon rồi. Hiện tại là mình đang ở mốc 4 đạo trích thì mình thua vẫn ok hơn, thua là lợi hơn thắng. Rồi bây giờ mình đang gọi là ít máu nhất cho nên là mình sẽ up cấp các bạn, up cấp để gọi là bớt được thêm tí nào, có khi phải zone thôi các bạn. Mình đang cần zone ra con Ezreal, không ra con Ezreal, zone từ đầu không ra thế mới cay. Ra beo vét nha các bạn, cú thật. Vãi trưởng, rồi 50 tiền ra con Ezreal. Ôi chấp nhận thôi các bạn. Nói chung là bây giờ mình cần phải lên cái đội hình sớm, không là thỏa. Trận này win rồi, bạn này đội hình khá đẹp, Kai'Sa hai món chân phái. Bây giờ mình thêm con Ezreal vào, mình sẽ kích hoạt được mốc 5 đạo trích thì mới ổn. Nếu mà mình mà up, mình lên chậm ấy, nếu mà mình lên được con Ezreal sớm thì mình cũng không phải dồn đến cái mức hết tiền như này đâu. Nhưng mà nói chung là đến tầm này thì thôi chấp nhận. Bởi vì mình cần giữ máu 57 tiết mà mình cứ ôm mình lấy thêm được một ít mốc tiền cũng nguy hiểm. Mình lại chơi được đạo trích nó không được lâu ấy. Cho nên là mình cứ ấy hết. Con Kai'Sa thì 2 sao thì mình đang tính là mình sẽ cho nó đứng ở đứng để nó tăng nó ấy làm nóng nha các bạn. Đéo nữa thay vào sau. Săn mấy con chó thì nó đơn giản, không quan trọng. Ok. Lên được vô cực luôn các bạn. Khá ổn. Mình được 3 mảnh thì hiện tại là mình lên được vô cực luôn. Thì Samira là đủ 3 món là khá là ổn rồi. Ok. Kai'Sa thì mới làm nóng được ở 2 bước thôi, nhưng mà thôi tạm thời như thế mình chỉ dùng tạm thời thôi. Choi Gat 2 sao. Ok rồi. Tạm thời đấy, bây giờ mình sẽ dồn toàn giáp cho con Choi Gat, mình sẽ ưu tiên lấy đồ giáp cho con Choi Gat các bạn. Bởi vì đam mình nghĩ là hiện tại cái hàng đam ở dưới là cũng khá ổn rồi, bây giờ cái hàng tăng mới là quan trọng. Hàng tăng mà không thủ được là cũng toi. Bạn này là chơi Adimin, Liverlang nhảy hẳn xuống. Liều. Kai'Sa nó bắn vào nhức người. Ok. Trận này win chặt rồi. Bạc bạc. Bạn này còn khá nhiều máu như vậy. Nói chung là nếu mà bây giờ đỏ được lên được con Samira 2 sao thì ngon. Samira hiệu nữ chúa hư không ok lắm. Nhiều ăn nhiều không ok, mình đang tìm cái khát máu. Đây rồi. Mình chọn cái nõi công nghệ này để con này nó sẽ carry, nó sẽ rất là mạnh, nó hút máu như điên. Thì con beo vét này mình sẽ cho nó là con carry, bởi vì là con Samira này mình có thể mình sẽ không chơi. Đấy. Cho beo vét gánh thôi. Bây giờ mình có thể mình nó lên nó 2 sao cũng được, nhưng mà biết đâu mình mà zone đỏ thì mình sẽ không phải coi như nó là một cái đi ken luôn. Mình để đấy. Đây giờ nếu mà mình cần nó, nếu mà mình chơi một vài trận nữa mà mình thua ấy, mình sẽ có thể mình sẽ thay con beo vét này vào. Còn bây giờ thì tạm thời cứ để con Kai'Sa 2 sao nó bắn cũng được. Bạn này cũng chơi Samira chủ ở carry. Cho nên là mình chọn beo vét khá là hợp lý. Bạn này hiện tại đang có một con beo vét. Bởi vì nếu mình thấy là chơi Samira mà tầm 2 sao ấy thì nó không mạnh bằng beo vét nha các bạn. Đây là cảm nhận riêng mình, không biết thì các bạn như nào, nhưng mà mình thấy con Samira thứ nhất là nó rất là có gọi là không được ok khi nó 2 sao. Bắn nó không thấm các bạn. 3 sao thì mình không nói, nhưng mà 2 sao thì mình thấy là nó hơi tù. Hay là chẳng may mà chơi cái đội hình Z nó móc lốp là đi. Mình lại tiếp tục phiên vụ thôi. Mốc đạo trích 4. Nói chung là đồ ánh sáng thì nó tầm khoảng mốc đạo trích 6 các bạn. Ba cái đồ ánh sáng thì thường nó sẽ là tầm 6, 5 thì cũng có đồ ánh sáng, 5 thì thường nó sẽ có được 1 2 món ánh sáng, nói chung là nó tùy, hoặc là tiền. Thì mình thích nhất là cái mốc đạo trích là mốc 6 nha các bạn. Mốc 6 thì thường nó hay ra đồ ánh sáng. Nói chung là nó tùy bài thôi. Đây mình đang cố zone để đang cố zone con beo vét 3 sao mà không được. À 2 sao mà không được. Sau đó mình nhặt cái kia, nhưng mà bây giờ phải chấp nhận rồi. Chấp nhận nhặt các bạn. Cái tình hình này là lại thua rồi. Chấp nhận nhặt. Bạn này bạn ngon Vele khá là đồ khá là ngon. Samira không thể cân được 3. Ok, thì chấp nhận mình sẽ phải lên con beo vét 2 sao thôi. Beo vét thì nó cũng làm nóng cũng mắc rồi. Chứ không thì lại thua dài dài. Hiện tại mình còn 41 tiết và mình đang muốn nổ ở hũ thứ 6. Cho nên là cần phải giữ được cái chuỗi thắng. Bây giờ có một con beo vét nhưng mà mình cũng không sẽ không lấy, mình sẽ lấy giáp các bạn. Mình cần cái mảnh giáp hơn.
mình lên một cái giáp gai cho con cho giáp để cho nó trụ được lâu hơn. Chứ còn con beo vét thì lấy cũng được, nhưng mà lấy bây giờ thì nó lại cũng hơi dở đấy, là nó có cái nó lại ghép vào luôn nó ghép luôn vào lại thành lại cầm cái giọt nước mắt nữa, cho nên là không ổn lắm. Ok, lên 2 sao. Con rắc thì mình cũng cứ để đấy, nếu mà nó đỏ thì có thể mình sẽ cho con rắc vào, con rắc nó tăng cũng khá là ok, nó còn phân bào nữa. Nếu con rắc mà để mà thổ thì nó sẽ là thổ trâu nhất, trụ trâu nhất thì đúng hơn, chứ thổ thì không thể nào bằng da mướt hoặc là choi gát được đấy. Mình bán luôn con Samira đi các bạn, để cho con Velvet nó gánh, chứ không thì cũng hơi khó đấy. Mình cho Velvet 3 đồ luôn, chứ Velvet mà không cầm đồ thì cũng không gánh được, khó gánh lắm. Samira thôi, quyết định là mình sẽ không chơi Samira. Từ khi mà nó lên được 2 sao thì mình có thể chơi. Thì thường mình sẽ chơi là mình sẽ tính là kiếm được con chiếc đồ tích chẳng hạn đấy, thì nó sẽ hỗ trợ đam phụ và tự ứng khống chế một chút để cho con Velvet này nó có thời gian nó tỉa. Còn Samira nếu mà lên được thì chơi, không thì thôi. Bởi vì mình nghĩ là con Velvet này đam nó khá là đầy đủ. Bây giờ mình cũng sẽ tích tiền một chút lên 8, bạn kia lên Vigo 2 sao nhé. Hiện tại Velvet khá là ngon, đa 182. Bạn top 1 thì đang chơi cái đội hình Arimin. Top 2 thì chơi Samira, hiện tại vẫn Samira vẫn là 1 sao thôi, nhưng mà bạn chưa zone như các bạn. Đang là tướng đang là cấp 8 mà vẫn đang còn 50 tiền, cho nên là bạn đấy là cũng là một thế lực. Một bạn thì đã lên được con Niblang 3 sao rồi. Rất ghê. Bạn này cũng đẹp luôn nhé các bạn. Bạn này Kai'Sa cũng. Bạn này là Kai'Sa và Kerry và cũng đang là cái đội hình Kai'Sa đặc nhiệm. Nhưng mà bị đeo vét quạt chết rồi. Nói chung là cái đội hình nào mà không rất được điểm nhanh con đeo vét này thì có nhầy với nó lắm. Đấy, cho nên là chơi cái đội hình bạn này lại có thập tử nhất sinh nữa, cũng khá là ngon. Chơi Kai'Sa nhưng mà nói chung là chơi cái đội hình 3 tiền rất hay bị kẹt ở cái level 7 các bạn. Mình không thể zone được lên nó 3 sao thì buộc phải tất tay thôi. Tiền các bạn. Được 74 tiền. Hy vọng là cái hũ thứ 6 là đồ ánh sáng các bạn, đồ ánh sáng là mình sẽ lấy luôn. Nói chung là mình có đồ ánh sáng thì nó sẽ là sức mạnh nó sẽ vượt trội. Tính ra tầm có khoảng 2 nhà cũng có chơi Samira. Ok, săn cái con rồng này xem có cái gì. Xem được cái gì ngon, hiện tại được 3 mảnh luôn. 5 mảnh. Đấy. Thì chắc mình lấy cái giáp thôi, mình sẽ lên cái thú thượng thạch giáp nữa cho nó trâu hơn. Bởi vì hiện tại đang không có trăng, không có tăng nên là mình sẽ lên mắc tăng cho con cho giáp. Và kệ, mình sẽ đổi cái cánh. Bạn này Z, đây bạn này Vigo. Bạn này Liberlang lõi khá là đẹp, tìm điểm yếu khá là mạnh. Dụ. Bạn này Liberlang 3 sao tìm điểm yếu nha các bạn. Một đội hình rất là gọi là rất gì và lầy lọ. Cái đội hình này là cái đội hình mà gọi là chân chuẩn theo meta ấy, chọn cọc gỗ này. Chơi ma pháp tư này. Chơi tình nhân này. Rát. Đi vào lăng nó bắn cho không triệt phát nào, đi vào lăng 3 món. Level 3 nó bắn cho đúng là nhất người. Nói chung là cái lobby này rất là mạnh các bạn. Hiện tại là các bạn ấy đều là tướng carry cũng gần như là lên 3 sao hết rồi. Bạn đi vào lăng cũng là một thế lực. Bạn top 1 thì đang lên con Sela 2 sao. Chắc các bạn chơi sạc kích. Bạn cuối cùng thì lên Kai'Sa 2 sao. Bây giờ mới lên Kai'Sa 2 sao. Nói chung có khi sau mình phải lên cấp 8 thì mới được. Còn 36 tiền. Hiện tại là mình cái hũ này mà lỗ mà ngon là mình sẽ lấy luôn. Hiện tại mình chỉ còn 29 tiết mà mình không ổn được cái đội hình cũng hơi căng. Vét nó xuống nó tỉa. Đeo vét. Bạc. Tiếp. Bạc. Rồi. Win rồi. Đeo vét nó lại hút đầy máu thôi. Ok. Bạn này level 8 bạn cũng thiếu hết tiền. Mở hàng. Ngon luôn, 3 đồ ánh sáng ạ. Quyền trượng thần URF. Mũ thăng hoa. Găng tay thần thánh. Rồi. Hơi nhiều đồ. Cho mấy con tướng này nó ra. À quên mất, đang full đồ thì không được. Mình sẽ cho đồ vào con
Sola trước tạm nha các bạn, kẹo lưỡi sẽ chuyển sau. Có tuổi tay chân chậm, nói chung là máu mình vẫn còn nhiều cho nên là bình thường mình sẽ chơi như vậy, lấy ở cái mức an toàn thôi, mình vẫn có thể ấy được, tính toán được. Ai là cái đội hình của mình cũng khá là cứng rồi, con Velvet nó 2 đồ 3 đồ cho nên là nó cũng để mà thủ mất máu cũng khá là khó. Ok. Ui, bạn Ven của nó bắn khiếp, với cả bạn Samira bắn khiếp nha các bạn. Trận này thua 2 xác, vẫn còn 19 tiết thoải mái. Mình có một Leco. À có con Fiddle Stick, mình sẽ lấy nó. Mặc dù là nó có cái ấn hơi cùi các bạn, kẻ nó một cái mảnh hay làm cái gì đấy thì ok hơn, nhưng mà nó có một cái ấn. Ôi nhưng mà nó là đúng chuẩn với cái đội hình mình hay chơi. Mình thường mình sẽ chơi, nếu mà mình chơi con Velvet Gary thì thường mình sẽ chọn Fiddle Stick để hỗ trợ đam với cả khống chế. Nó làm náo loạn team địch một khoảng thời gian là Velvet nó xử lý là ok rồi. Hiện tại thì mình sẽ cho 2 cái đồ thần thánh cho con Fiddle Stick này. Cái mũ với cái trượng là quá hợp rồi. Còn cái tháo đồ thì đương nhiên là mình sẽ tháo con Velvet rồi. Đấy, cho nó vô cực là 1, cho nó cái cung xanh và cho nó cái bàn tay thần thánh. Kiếm súng thì cho con ấy thôi. Rồi, tạm thế. Ok. Thế là mắc rồi đấy các bạn. Tạm thời cái đội hình như này thôi, bây giờ mình cứ zone từ từ thôi. Hiện tại mình nghĩ là mình chơi slow được tầm này. Một phát ba Velvet ạ. Vãi trưởng. Nói chung là tranh thủ zone luôn thôi. Velvet có khả năng lên 3 sao nha các bạn. Đội hình của các bạn cũng rất là mạnh luôn. Bạc bạc bạc. Ok. Afe ra nữa, Afe thì cũng khá là ổn để nó hỗ trợ thêm xạ kích cho con Samira. Nếu mà Samira lên được 2 sao, còn nếu mà không lên được 2 sao mình có thể mình bán đi. Mình cho ví dụ kiếm được con Ugot hay con gì đấy cũng được. Rồi. Samira 2 sao nha các bạn. Con Ramus này thì để mà lên lên được 3 sao thì rất là khó. Ok. Tròn đội hình rồi đấy các bạn. Tạm thời như này là mình nghĩ là ổn rồi. Choi Gat thì có thể lên được 3 sao hay không thì tùy. Đấy, mình cho thêm 2 con Choi Gat à. Nói chung là con Velvet này mình có thể mình thay vào con ấy cũng được. Con Afe cũng được. Con Velvet thì nó vẫn mạnh hơn rất nhiều với con Afe 1 sao. Tuy nó thích hạt hoạt tạo thích nhưng mà mình nghĩ là cái độ linh động của con Velvet không cầm đồ nó cũng rất là mạnh. Ok, đội hình bạn này cũng khá là đẹp luôn. Nhưng mà cái đội hình 3 sao cho dù carry lên được 3 sao đi chăng nữa mình nghĩ là không thể là bằng tướng 4 sao được. À 4 tiền được. Đấy cho nên là gần như bây giờ mà chơi mà nó đen hay mình hay bị kẹt ở cái level 7, nhất là chơi đặc nhiệm ấy. Nếu mà có cái ấn đặc nhiệm thì ok, mình lên level 8 thì có thể cho Velvet cầm hoặc là cho Samira cầm ấn đặc nhiệm thì ok. Nhưng mà thường bây giờ mình sẽ chơi thì mình sẽ chơi tướng 4 tiền để carry là chính. Chơi những cái top cao thì mình thấy nó hiệu quả hơn là đua top đua tiếp nó còn ok hơn. Rồi chấp nhận mình sẽ thay Velvet vào thôi. Bây giờ mà lên được fit đồ 2 sao nữa là đẹp. Mình hiện tại mình đang có một Leco. Mình đang để con Velvet này cho nó làm nóng lên mắt luôn nha các bạn. Giết cái con rác này nó cũng dễ mà. Không biết là cho được cái đồ gì ngon. Bàn tay áo choàng Việt vô cực. Ok, mình lấy vô cực luôn cho con Samira thôi. Samira cũng là mắc đồ luôn. Thế là đẹp. Thì mình nghĩ là cái hũ 6 là rất là đẹp. Hũ 6 3 đồ ánh sáng. Ok. Hiện tại thì mắc rồi thì cho vàng thay thôi. Con Vi thì cái trận này mình sẽ không chơi hộ công. Con Afe thì bây giờ cho vào thì nó chỉ kích hoạt được cái xạ kích thôi chứ nó phế. Cho nên là mình sẽ thôi mình cứ để đấy thôi. Tạm thời. Nếu mà lên được con Choi Gat 3 sao thì có thể thay Afe vào cho nó đứng thôi. Rồi. Đánh quả là chất lượng quả đấy ạ. Bạn này Samira cũng kết. Bạn này vừa nãy là đánh thắng mình đấy. Nhưng con Fiddle nó nhảy vào là máu tụt ầm ầm. Rồi. Hiện tại cái đội hình của mình khá là cứng cựa rồi. Chắc chắn là top rồi. Hiện tại là cái nốt bi này nó khá là căng, là các bạn máu nó cũng sàn sàn nhau thôi các bạn. Cho nên là rồi. Velvet lên 3 sao, không cần phải dùng Deco. Thế thì càng ngon.
mình có thể mình sẽ kiếm được con Fiddle 2 sao các bạn ạ. Nói chung là lên level 8 này là mà zone may mắn là ra thêm một con Fiddle nữa là đẹp. 3 sao rồi thì mình nghĩ là cái mình sẽ ở cái top đầu thì nó rất là dễ. Bạn kia Virgo 2 sao. Virgo 3 sao nhá, cũng kinh ạ. Rồi. Bạn kia Virgo 3 sao rồi nhá. Không ai chơi Virgo cho nên là bạn cũng lên được Virgo 3 sao cho nên là cũng không hề đơn giản. Quan trọng là ai mạnh hơn thôi. Mình nghĩ cái đội hình của mình sẽ hoàn hảo hơn. Đấy là mình nghĩ, kéo nữa vào chiến thì mới biết được. Bạn này cũng lên mắt 9 rồi, vẫn còn tiền. Sejuali 2 sao. Còn 3 người chơi máu 15, 19, 21 các bạn. Rất căng. Bạn này Virgo 2 sao nhưng mà có Ugot. Bạn này lại chơi 4 hộ công thì là hơi sai sách nha các bạn. À nhưng mà con Virgo nó là thánh dập thì nó là phép mà. Thì chơi, nhưng mà chơi gặp đội mình thì là phế. 4 hộ công mà gặp đội mình thì con Fiddle của mình nó cũng gây sát thương chắc cũng tương đối. Nhưng mà mình nghĩ là đây đối đầu với Virgo 3 sao đây, xem ai thắng các bạn ạ. Bãi trưởng 3 cốc quỷ ạ. 3 cốc tăng sức mạnh chất thuật. Nó gặp một phát. Chưa được gặp, để hay lắm. Kêu vét nó tỉa chết luôn rồi. Thế là bạn chết hơi sâu ạ. 3 cốc ạ, nó bục cho con Virgo. Bạn ấy cũng là mắc pinh rồi đấy. Không còn gì hơn, mình nghĩ vậy. Lên 3 cốc chỉ để cho một con Virgo nó dập cho một phát thì chắc là bay hết cả đám. Thôi mình lấy thêm con Afe thôi. Con Afe nó lấy thêm được cái dây chuyền để có thể tỷ lệ có thể lên được Afe 2 sao các bạn. Thực ra bây giờ mà mình dùng Neko thì nó cũng ok ngay. Nhưng mà mình đang thích con Fiddle hơn. Ông ra. Ok. Fiddle chắc chắn nó phải bán rồi. Bán cờ gác thôi. Vẫn đang hy vọng Afe lên 2 sao. Ô đeo cái gì? Cho con cầm cái dây chuyền xuống. Đúng rồi. Fiddle 2 sao nó nhảy thì là auto đẹp. Lại tiếp tục chạm trán bạn Diego 3 sao. Bụp mắc cốc ạ. Ugot cũng 2 sao nha các bạn. Đội hình của bạn cũng khá là đẹp luôn. Nhưng con Veo Vest của mình nó khá là mạnh ạ. Bạn cũng chơi thích đồ ạ. Rồi thánh dập. Dập nhưng mà Veo Vest của mình né được. Quá đẹp luôn. Bạn ấy mắc never rồi các bạn. Nói chung là nếu mà không gặp mình chắc là bạn ấy top 1 chắc. Còn một trận cuối cùng hy vọng lên này. Không lên được con Afea rồi. Bạn này cũng còn fit đồ stick 2 sao rồi, cũng mắc binh rồi, không còn gì này. Không còn gì để mà gọi là nói nữa. Quan trọng nhất là xếp bài may mắn. Mình thì con Velvet này xếp thì xếp nó cũng chung là nó cũng chạy linh tinh, nó cũng hiền xui. Chỉ có mình vẫn còn con Samira nữa, con Samira bắn cũng khá đau. Rồi Virgo 3k máu. Velvet tỉa. Tỉa. Rồi quá đẹp, móc gốc quả quá đẹp luôn. Ok, con Jack vẫn còn câu giờ được một thời gian. Ui dồi, con Virgo nhảy. Ui dồi, cái máu mình lại hút lại được rồi. Ok, chỉ cần giết được con Virgo thì là mọi chuyện nó trở nên nó đơn giản. Eo vét mình hút máu như vậy này chưa bao giờ được hút luôn. Một thanh niên nghiện chính hiệu. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng cách ấn nút like và subscribe. Chào tạm biệt.